trong đoàn. Hai cậu tha cho tớ. Có đồ gì nói lên ra đây. Dạ mình có gì đâu. Không có cái gì ạ. Em bảo không có gì mà lại. Thế trong túi có tiền không? Hả? Không có, không có, không có. Đưa lên cho kiểm tra. Không có. Không có. Lại không có. Tiền này là tiền học phí của tớ, trả tôi. Có ai không? Cứu tôi với. Hai tên kia, mau giơ tay lại. Tên kia, ngươi thích xem nói chuyện người khác không? Cậu không sao chứ? Cảm ơn cậu, tớ không sao. Cảm ơn cậu nhá. Không có gì. Mình vượt qua nhá.